đề nghị màu đỏ là xin qua bên tay trái chút xíu đi. Màu vàng đang đua rất nhanh. Cái gì vậy sao chú? Bây giờ không còn phản ứng nào nữa. Rồi Trương là đội đầu tiên hoàn thành với 3 phản ứng. Sáng tạo chưa đủ rồi. Sao vậy đó thành viên đổ nước chúng ta không có chạy nha. Đừng để các bạn nữa, 5 giây cuối cùng thôi, tấn công đi. 5 4